mặt là nước. Cho nên thì câu lạc bộ cái đó trái tim vàng ở Dầu Tiếng Bình Dương thì cũng muốn vận động hỗ trợ. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog. Hiện tại thì em đang có mặt ở Long An, xã Tân Thạnh. Mọi người đang đi lấy nước rất là nhiều nữa cả nhà. Đang lắng cho nổi chiếc xe của em nó ngã luôn này cả nhà. Trời ơi. Cái này nó thiếu không có gì chờ. Trong vòng mà chưa được một phút nữa không còn gì luôn cô chú anh chị. Điện thoại hiển thị mới có mấy giây thôi mà chiếc xe bắn như chiếc xe tải nhỏ cỡ nhỏ là không còn gì luôn cô chú anh chị. Chiếc xe mà bị chen lấn đẩy đi ngã luôn, đậu cặp lại được. Còn mấy người ở đây cô chú anh chị thật sự mà nói là đây nè, mấy người ba bốn lóc của cô chú anh chị, cái này phải nhường, có người thì không có, người thì có, người thì không có. Quá trời luôn. À, như anh trai này là anh trai này không có nữa. Mọi người này hai lóc nè. Đó. Rồi bên kia cũng hai lóc xe từ tới cả nhà. Cái này giống như là ai nhanh tay lẹ chân có tròn. Nếu mà không có nhanh tay lẹ chân là hết luôn, rất là nhanh. Đây cô chú anh chị, ở phía bên đây là có những cụ ông cụ bà, thì ở những người đến sau thì không có. Bên đây mọi người đang chen lấn đợi quá trời. Thật sự khi mà phát nước thì em nghĩ là phải có phiếu hay là liên hệ với xã phường thì nó sẽ hay hơn. Mọi người vô thì là không có nữa. Trời ơi. Nước này ở đâu chở tới vậy anh? Nước này ở Bình Dương anh ơi. Ở Bình Dương hả? Ở đâu Bình Dương là? Dầu Tiếng Bình Dương mà chở lên tới đây hả? Dạ. Trời ơi, mới chưa được một phút nữa là không còn thứ gì luôn. Chưa được một phút luôn. Để em đi xuống là chưa đầy một phút nữa là... Dạ. Bây giờ mà hôm nay mình đi mấy xe anh? Hôm nay... bên nhóm em đi hơn 10 xe. 10 xe, hơn 10 xe giống gì hả? Xe lớn, một cái xe lớn. Còn xuống nữa hả? À một lát nữa còn xuống nữa hả? Xuống tới hết rồi mà đi đi đang đi ấp xe. À 10 xe xe tải lớn hả? Phát chưa hay là đằng đó? Chưa phát. À chút xíu chưa tới ha. Dạ. Còn chiếc xe nhỏ của anh thì cái nãy em quay thì chưa được một phút, có 40 giây thôi. 40 giây thôi. 30 giây là hết. Quá trời đồ tay. Có rất là nhiều nè cả nhà. Ở mấy anh trai đây thì ở tận Bình Dương, Bầu Bàng, Dầu Tiếng vậy cả nhà, xa lắm nha. Dạ. Anh là nhóm thiện nguyện gì anh? Nhóm câu lạc bộ cái nói trái tim vàng của huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Dạ. Hôm nay là mình đi phát nước như vậy ha. Có mình có phát có tỉnh nào chưa anh, hay là chở đi Long An này ạ? Long An điểm đầu tiên của anh. Điểm đầu tiên ha. Dạ. Thường là mình đi thiện nguyện là thiện nguyện về vấn đề cơm nước hay là như thế nào anh? Những lần trước á. Các con đọc chuẩn bị là cơm nước rồi đẻ mồ côi. Dạ. Quá phải nói là quý luôn. Anh nhóm của mình thật sự rất là quý trong cái lúc và cũng như là trong cái hoàn cảnh như thế này, và đúng lúc và kịp thời. Đó. Dạ cũng thay mặt cô chú anh chị mình ở đây cảm ơn anh ha, cảm ơn nhóm thiện nguyện mình rất là nhiều. Chúc cho nhóm thiện nguyện của mình càng ngày càng lớn mạnh, được mạnh thường quân cũng như chung tay hỗ trợ để có những giọt nước nghĩa tình như thế này. Đó. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Cô chú anh chị ơi, rất là đông cả nhà. Ở đằng kia thì cũng có một chiếc xe hơi 4 chỗ cả nhà. Đó, cô chú anh chị thấy không? Mọi người đang rất là thiếu hụt nước, nhưng mà
nếu mà trường hợp là mọi người có ý thức, mọi người lắp hoặc là gia đình lắp hoặc là phát, ai có phiếu thì phát hoặc như thế nào đó thì nó sẽ hay hơn. Trong trường hợp này mà người hai ba lóc, người không có lóc nào thì thực sự là nó không có đồng đều và thiếu hụt nước rất là nhiều của chú anh chị. Thì chuyện này là hai lóc này. Mấy anh chị này trong nhóm áo tím, câu lạc bộ kết nối trái tim vàng Bình Dương giọt nước nghĩa tình. Đó. Mọi người chen lấn tới nỗi mà chiếc xe của em đậu cái bên lề đường đó mà họ đi họ giẫm đạp lên ngã luôn của chú anh chị, thực sự mà nói. Đây nè mấy anh chị trong nhóm áo tím nè. Chị xe chị mượn cái lưng đây à cả nhà, mượn cái lưng, trong cái lưng nó có cái chữ việc làm hôm nay hãy để gió cuốn đi. Ấp Bình, ấp Định Thọ, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, và số liên hệ để điện thoại gặp anh Trung. Đó cô chú anh chị, đây là cái nhóm thiện nguyện ha, ở Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Hồi nãy thì cũng có phỏng vấn một anh trai của chú anh chị. Nhóm này em nghĩ là nhóm này rất là lớn cả nhà. Em thấy có mấy anh chị nhóm mình em thấy hình như cũng lớn ha chị ha, rất là lớn. Em thấy nhiều anh chị mặc áo tím giống chị quá trời luôn. Là hôm nay mình đi đông không chị? Dạ cũng có 50 người. 50 người. Và đi bao nhiêu xe nước hay bao nhiêu két nước vậy chị? Ủa xe mình xuống này bao nhiêu nước rồi đó? Bao nhiêu lốc nước rồi? 600 lốc. 600 lốc. 600 lốc. Dạ 600 lốc nước. Là chung với xe hồi nãy luôn hả chị? Dạ. Quá trời luôn, 30 giây hết trơn. Dạ. 30 giây. Mở cửa, em vừa mở cửa xe xuống là em quay là không có còn lốc nước nào hết. Đúng rồi, chưa kịp dừng xe nữa. Đúng rồi đó. Mà cái này thật sự mà phải mình có liên hệ với xã phường gì ở đây không? Dạ có. Dạ. Đây. Được cùng với lại các sư nữa là quý cô chú anh chị. Một lát nữa thì xe sẽ xuống tiếp tục thôi cô chú anh chị. Xe sẽ còn nữa ha. Rất là đông. Đây là bên nhóm thiện nguyện của mấy anh chị nè. Bên chùa kết hợp với lại bên thiện nguyện thì em thấy có chữ An Nhiên. Dạ xin chào cô chú anh chị ha. Hiện tại thì nhóm thiện nguyện câu lạc bộ kết nối trái tim vàng của tỉnh Bình Dương giọt nước nghĩa tình, việc làm hôm nay hãy để gió cuốn đi. Đó cô chú anh chị rất là đông ha. Nhóm thiện nguyện này rất là đông. Ở đây là ở Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Đó, mấy anh chị đang chụp hình lưu niệm. Hiện tại thì xe tải này hồi nãy là có chở nước tới nè, chưa được 30 giây nữa là đã hết rồi. Thì bây giờ thì cô chú anh chị thấy là còn những chiếc xe tải lớn nữa. Quá trời. Ê Nhật, đây cả nhà câu lạc bộ rất là đông ha. Thì cứ nhìn máy miếng đi, 30 giây máy này, 30 giây máy kia nha. Rồi em thấy có người chưa cười đó, chưa thấy răng nha. Răng đâu. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Rồi. Dạ. Dạ. Anh trai ơi, chào anh là trưởng đoàn hả? Dạ đúng rồi. Dạ anh cho em hỏi chia sẻ xíu được không? Em là một YouTuber chia sẻ những công việc thiện nguyện như thế này á. Dạ chào anh. Anh có thể chia sẻ đến mọi người, bà con cô bác là hôm nay mình đến với chuyến thiện nguyện này là do cái có một cái cơ duyên gì không anh?
À, làm thì thực ra thì bản thân cũng rất là bận rộn, nhưng mà do thấy các anh chị và cũng như là các anh YouTube đưa lên mạng xã hội thì mới biết được các trường hợp của bà con ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như là các cô chú ở miền Tây thì khó khăn rất là nhiều về mặt là nước, cho nên thì câu lạc bộ cái đó nó đi vàng ở Dầu Tiếng Bình Dương thì cũng muốn vận động hỗ trợ, thì được các mạnh thường quân chia sẻ thì đã cố gắng vận động trong thời gian là khoảng một tháng thì được số tiền là hơn 35 triệu, thì hôm nay đến đây để mà trao tặng nước cũng như món quà. Thì do là ngày hôm nay là chủ nhật cũng rất là đông, cho nên thì câu lạc bộ cũng chỉ đến một phần, thì lần thứ hai cũng sẽ đến một lần nữa. Tới đây thì thấy bà con rất là thương mình khó khăn ăn uống thì không sao, nhưng mà nước thì nó lại một lần vấn đề khác nữa. Cho nên thì cũng mong rằng đây thì với những cái giao duyên ngày hôm nay thì mong rằng sẽ cô chú sẽ có nhiều cái duyên mới thì để mưa thuận gió hòa nơi đây. Chúc bà con nơi đây nhiều sức khỏe, bình an, và chúng con thì lúc nào cũng hướng về miền Tây, dù là chúng con không phải là dân miền Tây nhưng mà chúng con luôn luôn hướng về. Xin chào anh, có thể cho em hỏi coi, hình như là bên mình có cái số điện thoại đúng không anh? Nếu bà con cô bác của mình á mà muốn gieo duyên mà hùng nhau á, mình đọc đi đây số điện thoại. Dạ, số điện thoại thì tụi em và trung mong mọi người hỗ trợ đồng hành, thì sức lực của câu lạc bộ chỉ đến ngày hôm nay thôi, lần thứ hai thì ngày 1 tháng 5, thì nếu như quý vị mạnh thường quân muốn hỗ trợ thì có thể là liên hệ đến số điện thoại của câu lạc bộ, nhưng mà xin phép mình liên hệ qua fanpage đi. Cho nó dễ là câu lạc bộ có tới tiên vàng ha. Dạ thì câu lạc bộ sẽ luôn hỗ trợ đồng hành, thì hoạt động cũng được hơn 4-5 năm rồi, cho nên thì cái việc hỗ trợ bà con sẽ rất là dễ. Đến đây cho bà con thì cũng mong rằng quý vị trích thời gian của lòng nhiều, mình cùng kết nối lại. Người bận ngày đi thứ hai thì đi ngày chủ nhật, hoặc là đi ngày thứ ba, thứ hai, thì nói chung là chúng ta đi được ngày nào đi ngày đó, để mọi người bà con trong thời gian khó khăn này sẽ được hỗ trợ nhiều hơn trong lúc này. Sắp tới thì anh sẽ có dự định đi đâu nữa anh ha? Nhóm mình đó. Sắp tới thì câu lạc bộ được hướng đến mạng giáo dục là chính, cho nên là sẽ đến các nơi cho các em nhỏ và các em học sinh, có thể là cái môi trường để cho các em giáo dục em nhiều hơn. Thì mong rằng là bà con quý vị cũng đồng hành ủng hộ, và nơi nào cũng sẽ là nơi thiện nguyện. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn đoàn thiện nguyện của mình đã gọi là phát tâm gieo duyên đến bà con cô bác ở tỉnh Long An này ha. Chúc cho đoàn của mình một ngày càng lớn mạnh, và cũng như là được mạnh thường quân quan tâm tới, ủng hộ và chung tay cùng nhau mỗi người một ít để giúp đỡ cho những cái những việc như thế này. Đó là đây là những giọt nước nghĩa tình đúng thời điểm và đúng lúc để giúp bà con cô bác mình có những giọt nước ngọt để sử dụng trong lúc này ha. Cảm ơn anh, cảm ơn gia đoàn mình rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Cơ nên tên gì ạ? Mạnh Thường Quân.